Bộ Y tế cho biết đã có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường kiểm tra việc mua bán thuốc điều trị COVID-19. Theo đó, Bộ Y tế tiếp tục yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra nhằm phát hiện, ngăn chặn các hoạt động mua bán thuốc điều trị COVID-19 tại các địa điểm kinh doanh không được cấp phép hoặc trên mạng xã hội. Bộ cũng đề xuất Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về điều chỉnh quy định cho phép người phụ trách chuyên môn về dược tại nhà thuốc, quầy thuốc được kê đơn cho bệnh nhân hoặc người mua thuốc Monopiravir điều trị COVID-19.